Lời chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Crest đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại một tập của Minecraft sinh tồn siêu khó đó các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 21 rồi thì phải. Thì các bạn cũng đã thấy được cái dòng đầu nhanh 2 rồi đúng không? Đây, chính là cái beacon của mình mà mình đã kích hoạt được nó. Thì trong thời gian offline thì mình đã đi mine khá là nhiều. Hầu như là trong cái bán kính gần cái nơi mình ở này, là hình như là mình đã mine hơi bị nhiều sắt luôn rồi đấy. Nếu mà mốt mình muốn kiểu là đi mine thêm sắt ấy, thì mình phải đi khá là xa nhà thì mình mới tìm được đó. Và thì mình sẽ giới thiệu các bạn đây, thì đây là khoáng sản dư của mình đây. Thì mình đã lấy lên những cái block kim cương ở dưới rồi, mình đã thay bằng những cái block sắt. Thì đây các bạn có thể thấy là mình còn dư bao nhiêu đây sắt thôi. Và hiện tại thì mình đã kích hoạt được beacon và nó đào khá là hiệu quả luôn ấy. Ok, thì do là mình đang quay buổi sáng các bạn, mình mới vừa thức ấy, nên cái giọng nó hơi phèn chút xíu. Thì đây chính là cái beacon của mình và mình đã kích hoạt nó full tận luôn các bạn ơi. Đây, và cực kỳ tốn nhiều sắt luôn ấy. Và đây, chúng ta có được dòng đào nhanh 2 thì mình chỉ cần cái này thôi để mà mình có thể đào nó thiệt là nhanh, để mà sau này mình xây những cái công trình á. Đây các bạn có thể thấy không, đây khi mình đào là nó nhanh như thế này nè. Đó, gọi là chúng ta sẽ không bị mất thời gian nữa, chứ bình thường thì mình đào nó sẽ hơi bị lâu ấy. Đó, bây giờ thì có dòng đào nhanh 2 là y chang cái này còn nhanh hơn cả sáng tạo đấy. Ok, ok, bây giờ thì mình sẽ cắm đúc cái chỗ này cho nó sáng cái đã, không thì quá nó spawn dưới đây thì khổ ấy. Ok, đó, khoáng sản dưới đây thì mình chưa đào nhiều cho lắm. Đó, sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ đi mai kim cương ấy, bằng ở dưới đây mình chỉ đào thẳng thôi và mình tìm kim cương thôi. Do là có cái beacon này ấy, nên cũng khá là ok. Thì trong tập này ấy thì mình chưa có ý định gọi là xây dựng đâu, tại vì xây dựng thì mình dự định á, nếu mà xây dựng thì mình phải chuyển cái beacon lên đây. Chuyển cái beacon lên ở cái bên ngôi nhà của cái dân làng bên đây nè các bạn, bên cái thế giới mình gọi là thế giới lòng đất đi. Đó, mình phải chuyển nhà qua bên đây, chuyển cái beacon qua bên đây chứ, thì mình mới có được cái dòng đồng nhanh 2, rồi sau đó mình mới mở rộng ra được. Đó, thì trong tập này á, mục tiêu của mình là mình sẽ tạo một cái gọi là mình cho mấy ông dân làng bị zombie cắn đó các bạn, và mình sẽ chữa bệnh cho ổng. Đây các bạn thấy là mình đã đặt thêm khá là nhiều giường ở đây và sinh sản cho mình được khá là nhiều ông dân làng mới. Ở đây là một ông nè, hai ông, và cái thanh niên đang lớn này nữa, là chúng ta có được ba thanh niên dân làng mới, bốn luôn. Đó, thì mình sẽ cho bốn ông này trao đổi ngọc lục bảo bằng cái stick các bạn. Đó, thì mình còn phải, bây giờ là mình còn phải di chuyển mà ổng đi qua bên gọi là bên sao ta, đây cái đường của mình và một cái phòng khác. Thì chết rồi, không được, mình phải cản lại. Đi ra, chắc mình lụt con bò này luôn quá. Rồi, đó, thì mình sẽ làm một cái đường đi lên cái hành lang của mình đi. Ok, đây có khá là nhiều sắt luôn này. Đó, mà ngay trên đầu mình là đã là đất rồi, nên mình phải nhanh mới được. Đó, mình đưa ông nhân làng đi lên đây, chắc là bằng đường ray đi. Ok, đó, thế là mình đã lên được tới cái đường. Đây các bạn có thể thấy không? Đó, thế là mình đã đưa được đi tới đường trên đây. Và mình dự định là sẽ cho mấy ông dân làng bị con zombie cắn ở trong cái phòng này luôn nè các bạn. Đây, chính xác là cái phòng này. Đó, mình sẽ cho rộng một chút xíu đi. Mình sẽ dẫn một con zombie vào trong đây và con zombie đó sẽ cắn mấy ông dân làng này. Và sau đó mình chỉ cần chữa trị cho mấy ổng thôi. Thì hiện tại là độ khó đang là khó các bạn, nên tỷ lệ mà zombie bị dân làng bị zombie cắn ấy, biến thành zombie dân làng là hình như 100% ấy, nên mình khỏi lo là mấy ông dân làng sẽ bị chết. Theo mình nhớ là như vậy, chứ mình cũng không có chắc chắn nữa. Ui, đây có sỏi nữa này. Rồi, mình sẽ đào rộng một chút xíu, rồi mình đưa mấy ông dân làng qua bên đây nha các bạn. Ui, nhiều sắt thế nhờ. Ok, có sắt thì càng tốt thôi. Rồi, như thế này. Đó, hiện tại thì mình chưa gặp nhau được mấy cái thanh niên mà đi tuần tra của tụi cướp dân làng các bạn, nên mình vẫn chưa đánh nhau được với lại mấy thanh niên đó. Mình cũng khá là cay ấy, mình đang gọi là săn đoán với thanh niên đó đấy. Đội của mình hiện tại cũng khá là mạnh rồi, chỉ cần gặp là mình chiến luôn. Ok, rồi bây giờ mình cần tạo hai cái chỗ để đưa mấy ông dân làng vào và cho zombie cắn thôi. Đó, ok, đầu tiên thì mình sẽ ngăn cách đây, một ông ở đây, hai ông ở đây, ông thứ ba ở đây, và ông cuối cùng sẽ ở chỗ này. Đó, ok chưa. Ok, tạm thời mình xây thế này thôi, chứ mình cũng không có dự định là phải xây đẹp đâu. Tiếp tục thì mình nghĩ là mình sẽ đổi ra gạch đá đi. Xây bằng gạch đá cho nó ok các bạn ơi.
Đó, có khi sau này mình sẽ thay đổi cái chỗ này thành cái chỗ gọi là trading đúng không ấy, nên mình phải thêm gạch đá vô cho nó gọi là mới mẻ. Ok, vậy cũng ok ấy nhỉ. Rồi, ở đây thì mình sẽ phá mấy cái xung quanh luôn đi và thay bằng gạch đá hết cho nó đẹp các bạn ơi. Đây, như vậy. Đó, thì mắm dân này sẽ đứng ở chỗ này. Mình sẽ phá hết mấy chỗ này đi. Ok. Đó, hợp lý liền. Rồi, đó, như vậy. Mình sẽ lắp lại cho nó bên đây nữa. Rồi. Hợp lý chưa? Đó. Thế thì mình sẽ đưa bốn ông dân làng vào bốn cái vị trí này, thì để mình xem coi mình sẽ cản mấy ổng bằng những cái cửa sập. Ok, thì bây giờ thì mình cần một số đường ray để mà kích hoạt các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ đây, mình nhớ là lần trước mình có đây đường ray này, và mình cần khá là nhiều vàng để mà mình làm cái đường ray tăng tốc luôn. Tại tại cái này nó khá là dốc ấy. Đường ray tăng tốc thì mình nhớ có công thức là đâu rồi. Trời ơi, không có đường ray công thức ở đây à? Mình sẽ lấy vàng ra để cho nó hiện công thức lên các bạn ơi. Here. Không có đường ray thiệt à? Really? Đường ray tăng tốc. Đây 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 rồi. Đây. Mình sẽ cần redstone, phôi vàng với lại gậy thôi. Cũng không nhiều lắm. Hiện tại thì mình ở đây có hai gậy đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy gậy này. Redstone, vàng có rồi. Mình sẽ cần redstone nữa. Ok. Mình sẽ được 12. 12. Hết rồi. Sao kỳ vậy? Mình cần thêm. Đây đây đây. Đó, mình được 12 cái đường ray này. Thì mình nghĩ bao nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ. Thì mình sẽ đưa mấy ông dân làng bằng cái đường ray lên. Thì đầu tiên thì mình sẽ cần đây. Khá là sợ là mấy ông sẽ leo lên đó nhỉ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ làm một hệ thống đường ray từ đây. Ok, lắp chỗ này lại. Nhảy lên. Cái này mình nhảy không có tới này. Ok. Chỗ này đi. Nhảy lên. Rồi, sau đó thì mình sẽ làm một cái đường ray tăng tốc ở đây trước. Đó. Và sau đó mình sẽ lên một chút xíu, tăng tốc cái nữa và lên tiếp. Tiếp. Đó. Cứ thay phiên như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi. Chỗ này thì mình sẽ cho vào trong đây thôi, đơn giản thôi, không có quá mất công. Đó. Ông đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong đây, hợp lý rồi đấy. Thì những cái ui cái này hơi sai. Đường ray tăng tốc thì mình có thể gắn ở đây được này. Ok. Chỗ này, còn đường ray này thì mình phải cho nó uyển chuyển hơn, nên phải lấy cái đường ray này. Rồi, bây giờ tiếp tục thì mình sẽ cần những cái lại những cái đút redstone các bạn ơi. Cũng dễ thôi. Đây. Chúng ta sẽ cần 10, mình lấy 16 luôn đi, sau này mình ủa có 8 chứ. Cái này cần thì mình dùng. Rồi. Ở đây thì mình sẽ phá cái chỗ đây cái điều của mình đây. Phá cái chỗ này ra. Đặt cái đút redstone này. Và ở đây thì mình sẽ phá chỗ này ra. Đặt đuôi redstone ở đây nữa. Ok. Cuối cùng là ở đây. Thì bây giờ là mình cần phải đắn đo xem coi là làm sao để đưa mấy ông dân làng vào đây. Bây giờ mình sẽ cần kích hoạt. Đầu tiên là mình sẽ phá những cái chỗ trên đây trước cái đã. Đó. Sau này có khi đường này là đường mình vận chuyển dân làng có, cũng có khi ấy. Rồi. Thì tạm thời cái đường nó sẽ như thế này. Mình sẽ cắm một ít đuốc cho nó sáng lên. Ok. Thì mình sẽ cần chế tạo một ít xe mỏ. Ok. Giờ thì mình sẽ cất một ít đá đi. Nhiều đá quá các bạn ơi. Đó. Hồi nãy đầu chơi chơi mà quá trời luôn này. Đó. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy một ít sắt bên đây và chế tạo tầm 4 nha. 4 cái đường ray. Không, 4, 2 cái xe mỏ thôi. Tạm thời thì mình làm 2 cái xe mỏ thôi. Và từ từ thì mình tính thêm. Bây giờ thì mình sẽ cần gõ để mà làm một ít cửa sập. Đây. Mình nghĩ là mình sẽ cần 4 cái cửa sập ấy. Ok, mình sẽ đủ 4 cái cửa sập luôn. Hợp lý. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục. Đây. Đó. Ủa đi ngủ hết rồi. Mình sẽ phải ngủ đi. Mình ngủ để cho mấy ông này thức. Để mình không. Hay là mình tận dụng là mấy ông này ngủ nên mình sẽ đưa mấy ông này lại đó luôn. Ơ nó đi xuống. Không có được đi lên nha thanh niên. Cái đường này đường của người ta. Ok. Vậy mình sẽ tận dụng buổi tối để mà đưa mấy thanh niên này đi tới đây luôn. Ok. Một cái đường ray tới đó cũng không thể nhỉ. Ok. Đi xuống. Ok. Thanh niên đó là sẽ đi xuống đây đúng không? Mình có cách rồi. Hey.
Rồi, mình sẽ đặt cái đường ray đây. Mình sẽ nó xuống đây và ấy. Trời ơi, anh đi ngủ tiếp rồi. Cái này mình lấy khá là gần ấy nên không được. Ok, mình sẽ thử xa xa hơn. Rồi, xuống. Và ok. Đó. Thế là mình đã đưa được một thanh niên. À, còn kẹt mấy cái thanh niên bò với lại thanh niên Iron Golem nữa chứ. Mấy cây này. Và đừng có tăng tốc. Đi xuống. Đừng có đi lên. Chắc mình bam thanh niên này cũng quá à. Ok. Ôi trời. Con bò này ai mượn mà đẩy vậy? Trời ơi. Không biết sao nữa này. Mình sẽ đẩy thanh niên này đi về đi. Cày thế nhờ. Cái con bò này chắc mình luộc nó quá. Rồi ok. Mình sẽ cầm cái này để mình sửa lại cái chỗ này đi. Ok. Ok. Đừng ra, đừng đi nữa. Ok, thanh niên sẽ quay lại chỗ cũ. Rồi, thì mình sẽ nói cái đường ray lên đây. Ok. Cái chỗ này hơi fail này. Cái chỗ này là mình phải phá cái bàn này ra. Mình phải nhanh nhanh mới được. Đưa bốn thanh niên lên trên đó luôn đi. Ok. Rồi, để các bạn ở đây. Đi ra coi. Thanh niên này. Rồi, mình sẽ xong này ông tự nhiên ông thức dậy rồi. Ok. Thì mình nghĩ là mình sẽ cần bem thanh niên Iron Golem mình luôn đi. Phiền quá à. Ok. Mình sẽ cần bắt thêm một lóc nữa. Và mình sẽ bắn cung thanh niên này đi cho nó nhanh. Ok, tới đây. Ok, ok, ok. Ok, trời ơi. Ui, không ngờ đau vậy luôn á. Mình tưởng là mình... Trời ơi, quên thanh niên này có cái bục trên đây nữa. Trời ơi, xem chịu Enseri rồi. xin lỗi các bạn. Ôi, thoát tiêu luôn á. Mình phải đó mà chém chậm hơn chút xíu nữa là các bạn đâu có còn xem được tập nào nữa. Chú cho mẹ ơi. Đáng sợ thật sự ấy. Thôi không sao. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình sẽ không bắt từ đây được. Đi về bển đi. Thiệt tình. Mình sẽ để ở đây. Đó. Con bò này là mình đang để ý nó nha. Mình là sắp luộc con bò này đó. Ok. Ở đây. Và ở đây. Chúng ta sẽ cần một cái bục nhỏ. Hy vọng là đêm này đủ dài để mà mình có thể đưa con bò này. Con nào? Còn con bò nào không? Ây da, thiệt tình. Mình sẽ đưa mấy con bò khác xuống sau các bạn ơi. Mình thiệt cay dã man ấy. Rồi, ở đây không được à. Ở đây được không? Được chứ. Bùm. Và ok, mình nghĩ là đủ để đưa dân làng lên rồi đó. Ăn một ít cái đó. Rồi đi lên trên đó đi. Tiếp tục là sẽ là ông thứ hai. Ông này thì ông nằm cái tướng kỳ cục vậy. cái giường mình đặt nó hơi sai sai. Rồi. Ông đó lên trên kia rồi. Hy vọng là không có quay lại nha. Đừng có quay xuống á. Đừng có quay lại đây á. Rồi. Mình sẽ có cách này để mà nó nhanh hơn nè. Ok, ông này đi xuống đây rồi. Thì mình sẽ tiếp tục đi cho vô đây, ông thứ hai. Ok. Thì ông thứ hai thì mình sẽ xem coi là ông sẽ thức ở đâu. Ở đây đúng không? À không. Ôi chết rồi, mình nhầm rồi. Ông thứ hai ông nằm ở đây hả? À, ông này ông nằm ở đâu vậy? À, như cái giường này. À, là ông này. Ok. Mình sẽ lắp lại đất chỗ này luôn. Ok. Để mà mình sẽ đưa thanh niên này tới đó. Ok. Đó. Nói chung là nó sẽ hơi cực cực ấy. Mà mình sẽ thu xếp hết. Không sao hết. Rồi thức dậy. Ok. Và đi thôi. Đi thôi. Đó. Thế là xong ông thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ cần nghỉ cái thanh niên nhóc này nữa. Với lại cái ông một ông dân làng nữa. Để xem ông dân làng này thì ông mình không biết làm sao để mình chuyển cho ông thức dậy đây. Thì không biết ông nằm ở cái giường nào các bạn. Thiệt tình. Dã man thật sự. Rồi, mình sẽ lên đây mình di chuyển cái kia tới cái thứ ba cái đó. Ok. Mình sẽ cần 4 ông để sau này trao đổi cho nó nhiều các bạn ơi. Sau này mình còn dự định làm thêm mà. Mình sẽ trao đổi tới khi mà còn một luôn ấy. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có đó. Ông thứ ba sẽ ở đây. Ok. Nghe tiếng zombie di chuyển thế nhỉ?
thiệt tình luôn. Rồi thì ống thứ ba là ống này nè, nhưng mà mình bấm xuống là ông cứ nằm xuống thôi. Ok, thanh niên baby đúng không? Mình sẽ cần thêm hai cái xe mỏ nữa. Ok rồi, mình phá cái giường này đi để cho mình dễ thuận tiện làm việc. Ok đó, mình nghĩ bao nhiêu đây là ok nè. Thanh niên baby, ok. Và tiếp tục thì mình sẽ đưa thanh niên baby này đi lên trên kia. Rồi, hợp lý rồi đó. Chạy lên, chạy lên. Hay. Chạy lên để mà mình sắp xếp cái ô cuối cùng là xong. Không biết thanh niên, à lên đây rồi đúng không? Hợp lý. Và cuối cùng chúng ta còn một ô nữa là ô này. Thì cũng sẽ khá là đơn giản thôi. Mình sẽ tiếp tục lấy cái ông nhân làng nào để ta. Ông ngủ cái giường nào ấy. Phải giường này không? Mình chuột phải cho ổng. Đây, mình chuột phải. Không có chuột phải cho ổng được. Nè, mình chuột phải cho ai là người đó thức đúng không? Mà mình chuột phải cho ổng là không có được các bạn ơi. Ok ok ok, thức rồi nè. Ổng này thức rồi. Ok. Vậy thì mình sẽ làm cách này đi. Ok. Đó. Mình sẽ cho ông này xuống đây. Ok. Rồi, đi xuống đi, xuống đường ray. Đi xuống đường ray. Ok. Và người cuối cùng. Người cuối cùng. Rồi. Thấy chưa? Thế là mình đã hoàn thiện được cái chỗ này rồi. Thì trước khi trời sáng thì mình cần phá hết cái đường ray cái đã. Ok. Phá cái chỗ này luôn. Rồi, cái chỗ di chuyển này thì mình sẽ tạm thời mình đóng lại như vậy. Đó, để không có ai có thể tấn công dân làng bằng cái đường này được. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ lắp chỗ này lại luôn. Rồi, có vẻ là ok đó. Và mình đặt lại mấy cái giường này ra để cho dân làng sinh sản thêm các bạn ơi. Ok. Rồi, và thế này. Ok, có gì dân làng sẽ sinh sản thêm cho mình thôi. Chỉ cần đặt giường như vậy là được rồi các bạn. Rồi, mình sẽ tạm thời đóng luôn cái room này lại. Tới đây. Ok, mình sẽ đặt đá cuội ở đây. Đó, ở đây là gỗ đúng không? Đúng rồi. Ok, mình sẽ đóng cái phòng này lại. Đó. Rồi, hợp lý. Phá mấy cái đường ray này luôn. Ok, để mấy ông này vào sát bên trong đi. Sau đó thì mình sẽ chờ mấy ông này lớn lên thôi. Bây giờ thì mình cần lấy những cái cửa sập này để mình đặt ra cho mấy ông này không đi đâu được các bạn. Đây, những chỗ này. Đặt như vậy thì mấy ông vẫn đi được. Mình phải đặt cái kiểu là hơi khó nha, tại bây giờ mấy ông ở trong đây rồi, mình không có đặt kiểu đó được nữa. Mình sẽ đặt cái kiểu nào đây ta? Mình cũng chả biết nữa. Công nhận là cái này khó thiệt ấy. Rồi ở đây rồi, nói chung là bây giờ có mấy ông dân làng ở đây rồi, mình sẽ để im mấy ông này ở đây để cho dân làng cắn mấy ông. Rồi sau đó mình sẽ chữa trị mấy ông trên xe mỏ luôn. Chắc là cách này được đó nhờ. Bây giờ thì mình sẽ làm thuốc trước. Ok. Rồi, căn phòng này tạm thời thì mình sẽ để im. Mình sẽ tới cái quầy pha thuốc của mình. Ok. Ở dưới đây thì mình có sẵn mấy cái quầy pha thuốc rồi. Bây giờ mình sẽ cần thủy tinh để làm những cái bình. Đó, làm thiệt là nhiều thuốc luôn. Đây, ở đây mình có 28. Ok. Mình sẽ cất một ít đồ ở đây. Như vậy. Và mình sẽ chế nó thích hết thành chai thủy tinh luôn đi. Mình sẽ có 27 chai. Không tệ nhờ. 27 chai này thì mình sẽ cần đấy. Rồi, thì theo mình nhớ là thuốc mà chế tạo để chữa trị cho dân làng thì nó không có cần sao ta? Không có cần để mình làm cái này xong cái. Không có cần búa địa ngục, đúng rồi. Không có cần búa địa ngục nên mình có thể làm dễ hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống đây lắp nước vào trong đó. Hình như là mình nhớ rồi, mình sẽ cần những cái mắt cái gì ta? Cái gì mà dùng từ mắt nhện ấy, mình cũng không nhớ rõ công thức nữa. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ chế thuốc. Đây, để ba cái lọ ở đây. Và ở đây nữa. Ok. 1, 2 và 3. Rồi, mình sẽ cần những cái que quỷ lửa. Và bây giờ mình sẽ đi chế thuốc rồi đó. Đầu tiên thì không thiếu đó chính là thuốc nổ. Tại vì thuốc nổ để mình làm bình ném ấy. Đó. Thì thứ hai là mình sẽ cần cái nấm màu cam. Cái nấm màu xám chứ. Rồi, que quỷ lửa trước. Mắt nhện thì mình cũng có đấy.
Và hiện tại thì là trời đang mưa các bạn ơi. Và mình đang cần tìm cái loại nấm nâu để mà chúng ta có thể chế tạo được mắc nhện lên men. Mình đã có mắc nhện rồi, có cây mía để mà đỡ ra đường rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần một cái loại nấm nâu thôi. Nhưng mà theo mình biết ấy, là nấm nâu sẽ có ở cái gọi là rừng gỗ sồi sẩm ấy. Đây các bạn, đây chính là cái rừng này, rừng bên đây này. Và mình đã đi tìm rồi nhưng mà mình chỉ thấy nấm đỏ thôi. Có hai loại nấm nâu và nấm đỏ đấy. Mình chỉ tìm được loại nấm nấm đỏ trong rừng này thôi. Tại vì rừng này nó nhỏ xíu à, mình đi qua bên kia là hết rồi. Và không có một cây nấm nâu nào hết. Và có cả con skeleton nữa. Mặc bộ đồ gì mà bộ đồ sổ thế. Đó. Để mình bên đó. Và mình mới vừa tìm hiểu thì mình còn biết được là nấm nâu ấy nó còn mọc ở cái vùng đầm lầy. Nên mình đang đi qua bên cái vùng đầm lầy bên đây để mà tìm nấm nâu. Mình sẽ cầm đuốc bên tay trái để mình cho nó sáng sáng chút xíu. Ok. Thì theo mình xem trên video là hướng dẫn là như vậy. Nhưng mà có lẽ là qua đây thì mình không thấy cây nấm nâu nó vậy. Tại vì theo mình biết là nó cũng mọc trên vùng đầm lầy đấy. Mình chỉ cần một cái cây nấm nâu thôi là mình có thể trồng nó lên thành cái cây to rồi. Nhưng mà có vẻ là ui không thấy luôn. Trời mưa nữa. Lâu lắm rồi trời mới mưa các bạn ơi. Để xem coi mình cần trú mưa chút xíu đâu mà nhìn ra ngoài xem là có cái nấm nâu nữa ở đây không. Trời ơi, không có đâu các bạn ơi. Really? Mình nhớ là mọc ở vùng đầm lầy mà ta. Và rừng gỗ sâu sẩm đó. Để mình bơi qua bên kia thử. Let's go. Bên đây thì để xem coi. Ui, khó nhìn thật sự ấy. Mua gì mà nặng hạt chứ vậy. Ở đây đây, chính là nó. Mình đã có nấm nâu rồi nha. Bây giờ thì mình đánh nhau lại mấy con quái này cái đã. Mày đụng tới tao thử xem. Ủa, có mắc nhện cho mình nữa này. Mình cần dùng cung. Rồi mình bêm con creeper. Ok, chết rồi. Thì mình sẽ đi lấy nấm nâu thôi. Rất cần cái loại này luôn ấy. Rồi, đi lấy thôi. Không ngờ là giờ mình mới tìm được. Ở đây thì sao nó có đúng hai cây vậy ta? Ở bên đây nữa. Ok. Qua đây mình lấy luôn. Công nhận cái này khó tìm thật sự ấy. Rồi, thì có gì mình sẽ đi tìm thêm. Bây giờ mình biết cái địa điểm mà có rồi. Trời tối rồi, căng thẳng quá. Chạy 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 nhanh nào. Nguy hiểm thật sự ấy. Rồi đi về nhà. Mấy con này chắc là mình sẽ xử lý tụi nó sao các bạn ơi. Tụi này nó đông lắm, nó spawn ra. Spawn ra gọi là bấy nhầy đúng không? Ui da, ui da, ui da, ui da. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Ok. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra, ui da. Ok. Không có bắn nhau nhá. Đi về, đi về, đi về. Mình nó không có chiến với lại mấy thanh niên này được đâu. Công nhận là buổi tối cũng khá là vui nhau. Bây giờ mình mạnh rồi nên mình cũng không có sợ buổi tối nữa. Mà không ngờ ấy, mình chủ quan là pha hồi nãy mình xém chết luôn các bạn ơi. Cái pha mà đánh nhau với Iron Golem ấy. Thôi chủ quan thiệt. Pha đó mà chết chắc là mình sẽ cay lắm luôn ấy. Nhưng mà thôi không sao. Mình sẽ đi về nhà để mà tiếp tục quá trình chế tạo thuốc thôi. Đêm nay thì chắc là mình sẽ không thức đâu. Ủa là không ngủ đâu. Ok. Về tới nhà rồi chế thuốc thôi. Beacon nó bị xịn đó nha. Có gì mình sẽ đổi màu beacon cho nó chất lượng các bạn ơi. Rồi. Ủa đây có mấy thanh niên nè, có creeper nữa. Ok, vào nhà thôi. Ui, mưa lớn thật sự ấy. Ok, về tới nhà rồi. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo nấm lên men. Đây, ổ lỏng. Mắc nhện được lên men. Mình sẽ cần biến nó thành đường nữa. Đây, ổ không không. Đường sẽ biến thành như vậy. Và chúng ta sẽ có được mắc nhện được lên men. Ủa sao nó không khác mắc nhện thường là mấy nhỉ? Mình có 4 luôn. Wow, not bad. Hơi bị nhiều đấy. Nên mình sẽ tương đương được là 12 lọ đấy. Ở đây thì mình sẽ bỏ mắc nhện lên men vô đúng không? Mình sẽ đổi nó ra thành bột quỷ lửa trước. Mình sẽ để bột quỷ lửa vào trong đây. Và mình sẽ để mắc nhện lên men vào. Pum. Hoạt động rồi, hoạt động rồi. Ở đây nữa. Mình tại vì mình không nhớ rõ cái công thức mà chế tạo các bạn. Nên mình không biết là mình có nhớ hay không ấy. Có khi mình chế nhầm ấy là toàn tành luôn ấy. Ok, mình sẽ tranh thủ nha. Bên đây nó mà nhầm là mình lấy cái bên kia ra liền. Nó sẽ biến thành thuốc cây suy yếu đúng không? Đúng rồi, vậy là chính xác rồi các bạn ơi. Bỏ một thuốc xuống vào nữa là chúng ta có thể ném được. Và dùng thêm táo vàng nữa là mình có thể chữa bệnh được cho dân làng rồi đấy. Sau đó mình chỉ cần đi dắt zombie về nữa thôi. Cái chuyện đó thì hơi bị dễ. Rồi, bên đây thì mình bỏ thuốc thuốc xuống vô nữa là chúng ta sẽ tương đương có được 6 lọ. Thì mình nghĩ là mình sẽ tạm thời trong tập này thì mình làm 6 lọ thôi. Đó, sau đó mình đưa zombie về. Cái đường mình nó lại bắt đầu bừa bộn nữa rồi này. Ô mày chuối. Ở đây thì mình sẽ
Ồ, mình nghe âm thanh của con zombie con ấy. Mình sẽ lấy cái cửa sập gỗ sồi sẫm này thôi cầm trên người luôn đi. Thì mình có đi mai mình gặp khu mỏ bỏ hoang ấy, mà mình lấy thêm hai cái nhãn nữa. Tổng cộng bây giờ mình đã có 5 cái nhãn rồi, các bạn thấy dã man chưa? Ok, thì không biết là mình có nên đặt tên cho mấy ông này hay không nữa. Ok, nhìn mấy thanh niên này nghiêm túc quá. Rồi, như vậy mình hơi sai lầm ấy, đáng lẽ là mình nên đặt cái kia nó ok hơn ấy. Để xem coi mình có thể nghiên cứu cách nào hay không. Hơi hơi mất thời gian quá, không không nghiên cứu nữa. Rồi, mình cứ để cho zombie cắn mấy ông này thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ xuống mình lấy thuốc thôi, lấy thành quả của mình thế nào. Ở đây thì mình sẽ có 3 lọ đây, có thể ném được. Wow, thì mình nghĩ bây giờ là mình dùng, hình như là mình có thể ném 2 ông cùng một lúc mà đúng không? Mình lấy 3 bình thôi các bạn ơi, mình có thể ném 2 ông cùng một lúc mà, việc gì mình phải thử cho nó mất công. Rồi, đây có táo vàng nữa, thì mình sẽ dắt zombie về, chắc là từ bên cái máy phao của mình. Tại vì máy phao của mình, máy phao zombie mà, mình dắt về dễ cái một quá à. Nhanh nào nhanh nào. Ok. Không có gì hết. Cái đường này thì mình cũng đã giết con Iron Golem mà mình tạo ra rồi, tại vì nó khá là chấn đường ấy. Với lại là mình sắp tới mình cũng dẫn zombie về mà, nên thôi mình lỡ mình giết luôn, khô máu nó luôn các bạn ơi. Ủa, giờ nó toàn rêu không mà làm sao đưa về đây. Mình sẽ thử đưa từ trên mặt đất xuống xem sao. Ok, đưa trên đây xuống thì mấy thanh niên không biết có xuống được hay không đây. Rồi, hello, come here. Mình sẽ thử đưa cái thanh niên này xuống đây nha. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Mình có nên phá cái cửa không? Ui da, ôi đừng có đánh, đừng có đánh, đánh là chết đó. À, không xuống được. Vậy thì mình có cách rồi. Mình sẽ phá cái cửa này ra. Ok. Hello. Xuống đây. Trời ơi, sao bị nước lũ cuốn trôi rồi. Ok, có 2 thanh niên nè. Xuống đây. Xuống đây, welcome. Ủa, không xuống à? Xuống đây nè. Oh my god, rồi hồi xong rồi. Làm sao để đưa thanh niên này xuống dưới đây? Chắc là do có cầu thang ấy, nó không đi xuống được. Mình sẽ chặn đường nước là cái 4 này. Chặn đường nước ở đây một cái, phá bên đây đi. Rồi, đi xuống được chưa? Đi xuống đi. Nè, xuống đây, xuống đây. Xuống đi. Mấy tên này chưa xuống được các bạn ơi, thiệt tình luôn ấy. Sao mà núp như vậy? Mình sẽ cất thịt ở đây đi. Cất thịt, cất mắt nhện lên men đi. Cất hết đi. Ok, thôi bị thừa ấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ thử đưa mấy tên này xuống. Có vẻ là không xuống mà cách này được thì thôi, mình sẽ cho nhảy xuống đi. Ok, ở đây. Phá hết chỗ này đi. Đó, cho mấy thanh niên này rơi xuống đây đi các bạn ơi. Ok không á, rơi xuống chắc không sao đâu. Rồi, xuống đi. No, nước lũ cũng trôi rồi. Có một thanh niên này, 2 thanh niên. Rồi, mình phá nước lũ đi. Ok, vậy là có 2 thanh niên ở đây. Thì mình sẽ đưa tới cái chỗ dân làng của mình. No, đừng có đụng mà đau quá. Ui da. Rồi, tới đây. Thì tình hơi bị đau luôn ấy, cho nên mình gỡ cái áo giáp ra, mình sợ mấy thanh niên này chết ấy. Ok, tới đây nào, tới đây nào, thì để mình thử nghiệm xem coi là mấy thanh niên này có cắn dân này được hay không. Mình sẽ dụ vào, sau đó mình đi ra, mình để lại mấy thanh niên này. Nhanh lên nào, chậm chạp lề mà thế nhở. Ok, mình sẽ nhảy nhảy với mấy thanh niên này. Thôi, mình dở nhây quá. Rồi, cánh cổng ở đây rồi, chúng ta sẽ đi tới đây. Nhanh đi, sao mình lại chậm chạp lề mề vậy? Hôm nay mình muốn 2 diễn viên luôn, nhưng mình nghĩ là mình sẽ giết một diễn viên đi. Ok, thanh niên kia chưa chết à? Lì vậy? Rồi, chết rồi, mấy dân làng rung rồi nè. Vô trong đây, vô trong đây. Vô trong đây. Không thấy à? Ok. Ok rồi, mình giết một thanh niên rồi, bây giờ mình đi thôi. Thì để cho dân làng, thanh niên này cắn dân làng đi. Cắn được không ta? Mình sẽ cần mở cái này ra theo dõi. Ok, rồi, mình sẽ để cho. Cái này mình phải đứng xa xa ra các bạn ơi, đứng gần là nó không có chịu cắn đâu.
lén lén xem sao. Lén 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 lén. Ok. À chắc là đang ngóng chờ mình á, mình sẽ thử đi đi xa xa ra đi chứ mình đứng ở đó là thanh niên nó không có cắn đâu. À, mình có nên đặt tên cho thanh niên đó không để không bị despawn ấy. Ừ, mình nghĩ là nên. Mình sẽ lấy một cái nhãn ghi tên. Ồ, nghe tiếng cắn rồi. Nghe tiếng cắn rồi các bạn ơi. Wow. Một ông đúng không? Đúng rồi các bạn ơi, cha cha. Ok. À, thì mình không, chắc là không cần đặt tên đâu các bạn ơi, mình có thể đưa thanh niên khác xuống mà, đặt tên phí cái nhãn ghi tên của mình lắm. Thì mình sẽ tiếp tục mình đi qua bên đây. Chưa, nó cắn ông thứ hai rồi. Ơ, thôi, không nhiều chuyện nữa, xin lỗi, không nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện có một cái à, phá hỏng việc rồi. Rồi mình đứng ở đây được rồi đó. À chờ cho mấy thanh niên này bị cắn thôi. Đó, sau đó thì mình sẽ giờ mình ném thuốc và mình sẽ. Ôi, một ông thứ hai, mình nghe tiếng ở nha. Một ông thứ hai. Ok. Đi tới thử xem. Để mình chậm chậm chạp lề mề xem. Đó, các bạn nghe chưa? Các bạn nghe chưa? Tụi mình đang hóng biến á, mình đứng đây hóng biến. Rồi. Và ông thứ ba rồi đó, ông thứ ba rồi. Và bây giờ mình nghe tiếng cắn ông cuối cùng nữa là được. Sau đó mình sẽ vào mình giết con zombie kia và chữa bệnh cho dân làng thôi. Cắn đi. Cắn đi, cắn đi. Alo, alo, alo. À, đáng lẽ mình phải tua nhanh đoạn này á. Nhưng mà thì ông cũng cắn gần xong rồi, chắc là mình không cần tua nữa đâu. Cắn chưa? Ok, cắn rồi. Ok. Và ok, thế là mình đã đủ 4 ong rồi đó. Bây giờ mình sẽ bêm thanh niên này thôi. Mày dám cắn dân làng của tao? Thật là độc ác. Ok. Và chữa bệnh thôi. Tạm thời thì mình ném được hai mấy ong vậy? Hai ong đúng không? Một ong nè. Hai ong nè. Ba ong nè. Ong này chưa dính thuốc các bạn ơi. Thì mình ném cho ông cái lọ thứ hai luôn. Và ok. Và thế là mấy ông này sẽ được chữa trị một cách đơn giản thôi. Và mấy ông sẽ ở trời. Trời ơi. Oh my god. Mình núp quá các bạn ơi, vậy là mình đã phí mấy cái bình rồi. Ai thiệt tình, xin lỗi các bạn, đó chính là mình siêu cực kỳ dại khờ luôn, mình chưa cho mấy ổng nghề mà. Oh my god. Không sao, mấy cái này làm lại cũng không có khó đâu. Nhưng mà hơi mất thời gian. Mình lấy thành tựu cũng được. Đó, đó là cái cách mình sẽ triển khai cho mấy ổng ấy. Thì bây giờ mình sẽ cần cho mấy ổng việc trước. Đó, khi mà ổng có việc ấy, trao đổi ra được ấy, thì mình mới dùng cái biện pháp đó. Thiệt tình luôn. Để xem coi cái bàn. Đây, mình sẽ cần làm cái bàn tạo cung tên này thì chúng ta sẽ cần 4 là 16 gỗ với lại 8 đá lửa. Nên mình có 6 đá lửa này. Mình sẽ có 6 vậy. Sỏi đâu, có sỏi không? Cho mình xin ít sỏi đi. Ủa, ở đây không có sỏi luôn à. Mình nhớ là mình có rất rất là nhiều đá lửa luôn ấy. Nhưng sao ở đây còn có 6 vậy ta? Ừ, không sao. Mình sẽ là mình lấy thêm đá lửa. Đá lửa đó với mình thì cũng easy thôi. Trên rương này nè. Chắc chắn luôn, trên rương này có rất là nhiều. Đây 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 đây. Đó, 15 đá lửa luôn. Thì mình sẽ cần gỗ nữa. Ok, đủ rồi, đủ rồi. Mình sẽ đi chế tạo thôi. Thiệt tình. Mình thiệt là núp luôn ấy. Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ rồi, hóa ra là không suôn sẻ tí nào. 1, 2, 3, 4. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? Và chúng ta sẽ có được 4 cái bàn làm cung tên. Ok, thì mình sẽ cho mấy 4 ông này có cái công việc này. Thiệt tình. Chứ là mình sẽ chờ cho mấy ổng gọi là hết bệnh. Rồi sau đó thì mình chắc là sẽ dừng video thôi. Ở trong thời gian offline thì mình sẽ cố gắng đưa 4 ông này từ trao đổi là hình như là 32 cái cây gậy á xuống một cây gậy nó, để mà mình trao đổi ra ngọc lục bảo cho nó nhiều nhiều chút xíu. Đó, hơi 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 hack á, hơi chít chít đấy. Bây giờ thì mình tranh thủ mình sửa chữa mấy cái tường đi. Ok. Sao lại cầm đá vậy? Mình sửa chữa mấy cái tường lại các bạn ơi. Cho nó đẹp lên. Hơi tối ấy. Rồi, cái chỗ này nữa. Sắp tới chắc là mình sẽ biến cái phòng này thành phòng trading luôn đi. Cho nó đỡ mất thời gian các bạn ơi. Đây. Đó. Ok rồi đó. Phá luôn cái chỗ này đi. Ok. Rồi, chỗ này nữa. Ok. Mấy chỗ này thì mình sẽ lắp lại ở trên thế này. Thực ra chỗ này mình nên cho nó thêm nhiều block ở trên hơn ấy. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ lắp tới đây thôi. Đó. Mở rộng ra sao? Đeo cái beacon lên nó mở rộng cho nó nhanh các bạn ơi. Mở rộng kiểu này nó mất thời gian nhá mày ấy.
Rồi, bên đây thì mình sẽ chặn lại. Phòng này sẽ là phòng trao đổi ngọc lục bảo. À, các bạn thấy ok chưa? Rồi. Ôi sao ông này không mang được cái ủng vậy? Chắc là con zombie rớt ra đúng không? Phải là mất 4 quả táo vàng các bạn ơi, thực sự là phí giả mang ấy. À, không sao, mình có thể làm lại được. Ok thì bây giờ chắc là mình sẽ chờ cho khi tới khi mà ổng sẽ hết bệnh rồi mình sẽ quay tiếp thôi. Và bốn thanh niên này cuối cùng cũng đã lành bệnh rồi và mọi thứ thật là fail các bạn ơi. Sẽ phá bốn chỗ này ra để mà cho mấy ổng những cái bàn làm việc đây. Đó. Ok. Còn thiếu một bàn nữa thì mình sợ cái ông ngoài rì ổng nhận trước ấy. Nên để khi nào mấy ông này nhận việc này xong thì mình sẽ thay luôn. À, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cho mấy ổng nhận việc, sau đó sẽ cho mấy ổng lên đường ray đi. Mình nghĩ cái này ok hơn á. Phá một cái chỗ trên đây. Tại sợ cao quá các bạn, mấy ông có thể gọi là bị dướng ấy, nên mình sẽ cần làm như vậy. Ok. Đó. Thế này. Rồi. Sau đó thì mình phá đường ray ra và cho mấy ông nhận việc, sau đó cho mấy ông ngồi lại đường ray hoặc ngồi lên chiếc thuyền ấy. Cách nào cũng được, không tệ. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đóng cái phòng lại. Rồi phá cái đường ray đi và cho mấy ông ngồi lên chiếc thuyền. À, cái đó ok á. Thuyền thì cũng được. Mở ông một chiếc. Mình có. Đó. Thì mình sẽ đây. Như thế này. Thì mình sẽ thế nào ta? Cho từng ông nhận việc trước. Đó, ông nào nhận việc thì mình sẽ đem vô đây. Mình sẽ phá mấy chỗ này luôn. Đó, lấy liền. Và mình sẽ chế tạo những chiếc thuyền. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ làm một chiếc trước. Rồi, đặt ra đi. Tiếp tục thì mình sẽ cho từng ông các bạn, nói chung là mình sẽ cho từng ông. Rồi, mình sẽ làm thế này để mà không có đụng chạm tới ổng. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ cho ổng ngồi lên chiếc thuyền. Ở trong nhân việc trước. Hello, ổng nhân việc à? Phá cái chỗ này rồi luôn. Mình sẽ cho ổng nhân việc ở đây. Ok, rồi, tới nhân việc của mình đi. Đó. Thì khi mà ổng nhân việc ấy, thì mình có thể trao đổi ổng. À không, mũi tên à? Không phải cái này, đây không phải ý mình. Mình có nhầm không ta? Hình như là bạn làm cung tên là đổi từ stick mà đúng không? À, mình không có nhầm đâu, mình nghĩ mình không nhầm đâu. Do là cách ổng trao đổi thôi. Ui. Hơi fail rồi nha. Hello. Come here. Come here. Nhận việc đi. Không nhận việc hả? Không nhận việc hả? Ôi, sao ông này em lại nhận việc? Vừa đổi ra mũi tên à. Mình nhớ là có một cái loại bàn nào đó và mấy ổng này sẽ dùng stick để đổi ra, thì mình nhớ nó là bàn cung tên mà ta. Có một cái gì đó hơi bị nhầm lẫn ở đây. Phải bàn làm cung tên không vậy? Khung cửa thì không phải rồi. Để mình xem xét nha các bạn. Mình đang xem xét lại cái chỗ làm việc của mấy ổng nè. Mình nghĩ là bàn làm cung tên rồi. Không sai đi đâu được. Phải đổi ra stick mới được. Thiệt tình. Ok thì hello, come here. Một lần nữa thôi. Đừng có mà. Đừng có sa vào lưới tình mà. Làm ơn đi, qua nhân việc đi. Tình yêu cũng chỉ là một thứ phù du thôi. À không. Nhận việc nào thanh niên. Come here. Ông này hả? Đây. Chính là cái này. Mà mấy ông cũng đã giảm việc luôn rồi kìa các bạn. Tuyệt vời thế nhờ. Ông này ông nhận việc ở đây đúng không? Mà ông ngồi sẵn ở đây luôn rồi. Thanh niên này hoàn hảo thế nhờ. Mình sẽ trao đổi với ông để giữ việc cho ông các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ giữ việc cho ổng bằng cách mình sẽ trao đổi với ổng. Đó, thế là ổng giữ việc rồi. Ok, thì mình sẽ tiếp tục. Mình làm cái chỗ bên đây. Thì cái chỗ này mình cũng sẽ cho ông này nhận việc. Nhận việc đi. Đó, thì mình cứ cho từng ông như vậy rồi mình cho ổng đi chiếc thuyền cho thôi là ok các bạn ơi. Ông này ổng đang buồn rồi. Chắc là bị người ta từ chối rồi. Thì có lẽ là tập này của mình tới đây kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như một subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Ok thì tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.